Sau đây là tin tổng hợp ở đây ngày 1 tháng 5 năm 2024. Quốc hội họp bất thường vào ngày 2 tháng 5 để xem xét công tác nhân sự. Đồng Nai, hàng trăm tên cá chết trong đợt nắng nóng hiện nay. Công an mời 4 người làm việc về tin Đà Lạt có biến. Trung Quốc giữ hơn 100 phương tiện vận tải của Việt Nam tại cửa khẩu do tranh chấp. Việt Nam đón trên 6 triệu lượt khách quốc tế trong quý 1 năm 2024. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ triệu tập phiên họp bất thường lần thứ bảy vào chiều ngày 2 tháng 5 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được đảng cho thôi các chức vụ theo nguyện vọng. Theo hãng tin Reuters, ngoài việc thảo luận về việc ông Huệ từ chức, vẫn chưa rõ những quyết định hoặc bổ nhiệm nào khác sẽ được đưa ra tại phiên họp đặc biệt hôm thứ Năm vì đất nước vẫn cần tìm và phê chuẩn những người kế nhiệm lâu dài cho hai chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội khoảng 200 tấn cá các loại chết nổi trắng trên hồ sông Mây ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, mà theo trình bày của một người dân với AFB là do hồ thiếu nước. Suốt nhiều tuần qua, khu vực hồ sông Mây rộng chừng 300 hecta không có mưa, thiếu nước. Cùng lúc, ban quản lý đưa máy bơm hút bùm đẩy hồ và biện pháp này không hữu hiệu, làm cá chết. Công an thành phố Đà Lạt trong hai ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã triệu tập 4 người đến làm việc liên quan vụ đưa tin Đà Lạt có biến. 4 người gồm bà NT, 26 tuổi, ngụ tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, chủ tài khoản Facebook THM. Bà này đã đăng bài viết trên tài khoản Facebook cá nhân có nội dung có biến tại Big C, 5 người cộng xuống bị bắt, tất cả các trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức. Ba người còn lại gồm TA, ngụ tại phường 8, KA, ngụ tại phường 6, và VT ngụ tại phường 9. Những người này cũng đã đưa tin có nội dung có phản động ở đường Trúc Lâm Yên Tử, phường 3 thành phố Đà Lạt. Biến Đà Lạt, anh em không nên đến chỗ đông người nhé, khủng bố. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai hôm 25 tháng 4 đưa ra cảnh báo về tình trạng nhiều phương tiện vận tải của Việt Nam bị lưu trữ trái phép tại hạ khẩu Trung Quốc vì tranh chấp liên quan đến hợp đồng và trách nhiệm bảo quản hàng hóa của lái xe. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, đã có hơn 100 phương tiện vận tải của Việt Nam bị phía Trung Quốc giữ lại. Việt Nam đón 6 triệu 200 nghìn lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2014, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 3,9% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Năm 2024, ngành du lịch đã đặt mục tiêu đón từ 17 đến 18 triệu khách du lịch quốc tế, phục hồi như trước đại dịch COVID-19.